Con có đau chân không? Dì bóp cho. Con không sao đâu dì. Thiệt là không có đau không? Dạ không, con đỡ nhiều rồi dì. Vậy là dì yên tâm. Chị Lan. Dạ con chào cô. Chị Lan, chị đỡ nhiều chưa? Hùng đưa em tới đúng không? Chị. Cho dù em có nói gì đi nữa, chị cũng sẽ không tha thứ cho Hùng đâu. Em biết, chị giận anh Hùng nhiều lắm. Nhưng chuyện này không hoàn toàn là tại anh Hùng hết. Tại vì muốn giúp em với lại anh Quy. Mẹ anh Quy bị bệnh nặng, cần tiền để mổ gấp lắm đó chị. Cho dù là thế nào thì việc không trở lại con đường cũ là không chấp nhận được. Chị luôn trân trọng nghị lực và ý chí theo đuổi hoài bão của Hùng. Nhưng nếu Hùng không thể chiến thắng được chính bản thân mình thì đó là chuyện của Hùng. Anh Hùng nhận lời đua là chị muốn giải quyết ân oán của anh Hùng với công xéo. Nhưng hắn đã trở mặt, hãm hại anh Hùng. Em mong chị hãy cho anh Hùng cơ hội để giải thích mọi chuyện. Nhờ sự trở mặt của hắn mà chị hiểu rõ Hùng hơn. Chị vào nhà đi, Thơm về đi. Hôm nay chị hơi mệt. Lan. Lan. Hùng về đi. Đừng cố giải thích với Lan nữa. Lan. Những chuyện đó Lan không quan tâm nữa. Cứ về sống theo những gì mà Hùng muốn. Thôi được rồi, Hùng về nha. Khi khác Hùng sẽ nói chuyện. Hùng không như Lan nghĩ đâu. Không biết nữa. Tưởng là đã có hồi kết với nó, ai dè lại thêm đấu đầu phần hai. Quán thù chồng chất, nghiệp quả thiên thu. Người nhớ cho, ta là cát bụi. Ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Dạ. Con lại khóc nữa hả? Dạ, không có gì đâu ba.
con đã yêu Hùng rồi phải không? Em không sao chứ? Không biết giờ này con mình nó đã dậy đi học chưa? Không có ai nấu đồ ăn sáng cho nó, chắc giờ nó ốm lắm. Em khỏi phải lo cho nó. Con anh mà anh cứ coi như là con ghẻ, năm lần bảy lượt dằn ngắt nó. Bây giờ nó đậu đại học rồi, thử hỏi nó còn phải làm điều gì để cho anh vừa lòng đây? Tao tìm khắp nơi rồi mà không thấy nó. Thằng này không biết nó trốn ở đâu nữa. Chắc là nó đang đắc thắng với cái trò tiểu nhân của nó. Nhưng mà khi gặp nó nói chuyện á, mày phải hết sức bình tĩnh nha. Dù thế nào thì sự manh động của mày á cũng làm cho mày thiệt thòi hết á. Mày yên tâm đi, tao biết mình phải làm gì mà. Quan trọng bây giờ mình phải tìm ra được thằng đó đang ngồi rung đùi ở cái quán nào. Con còn mệt lắm không? Truyền nước biển vào sẽ khỏe lại ngay. Dạ, con không sao đâu ba. Con cũng đỡ rồi mà, ba yên tâm đi. Không sao đâu mà không sao. Cũng tại thằng Hùng con mới sinh bệnh như vậy. Ba biết là con còn lo cho nó lắm. Vậy mà giờ này vẫn cười nói vui vẻ được. Ai cười nói vui vẻ hả? Dạ. Con vừa nói gì? Không có gì đâu ba. CBR 400. Bảnh mới nhanh vọng. Em mong hai xe của anh. Xe của ai mà đẹp quá vậy anh? Xe của Hùng á. Hả? Xe em. Nè, dạo này Sài Gòn rất ít gió nha. Sao anh cứ trúng gió hoài vậy? Không có giận nữa. Xe của anh Dũng Tinh nữa tặng cho em. Kìa, tới rồi kìa. Anh, ông bạn này nói đúng á, vô trong nơi nha nhóc. Chuyện của hai chú đã xong, cảm ơn hai chú nha. Sau này anh em mình còn gặp lại nhau. Giờ hai chú em vào trong, cho anh nói chuyện riêng với chú Hùng một lát. Vậy đó, hết chuyện rồi đuổi mình ra đuổi cuốn. Em không yên tâm để cho Hùng nói chuyện riêng với chúng ta tí nào. Em yên tâm đi, Dũng đây là người đàng hoàng đó. Lan gọi đó. Anh bận công chuyện, em nghe đi. Nó nói lát gọi anh. Ủa, sao tự nhiên thái độ anh kỳ cục vậy? Bộ có gì bí hiểm phải không? Nghe máy đi, không là Lan bực á. Có gì lát anh nói cho. Nghe đi. Alo, Hùng đang bận. Lát Lan gọi lại sau nha. Bận gì mà không nghe máy của mình chứ? Hay là không thèm nói chuyện với mình? Đã vậy thì thôi luôn đi. Anh cảm thấy chú là một tay đua rất tiềm năng. Nếu chú đồng ý theo anh làm huynh đệ thì chiếc xe chỉ là món quà nhỏ ra mắt của ông anh mà thôi. Anh nói chuyện đó hẳn là có mục đích rất rõ ràng. Chú em mà theo anh, chú em sẽ phát huy được khả năng của mình, bảo đảm sẽ trở thành một tay đua khét tiếng. Lúc đó tiền và gái sẽ không thiếu. Xin lỗi anh Dũng,
Em đùa với Công Sếu chỉ để giải quyết những chuyện cá nhân thôi. Em không hề mong muốn làm lại lần thứ hai. Em chỉ muốn được yên ổn thôi. Chú em không nhận thiện ý của anh thì anh cũng không ép. Nhưng anh là người rộng rãi, anh sẽ cho chú em thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo. Từ chối thiện ý của Dũng Tên Lửa này cũng là điều mà chú đáng phải cân nhắc. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Yên ổn, nếu chú thật sự cần nó thì càng không nên từ chối thiện ý của anh, hiểu chưa? Đi mày. Mập, mày nhìn đi, tao có thảm hại không hả? Gia đình từ bỏ, con người tao yêu thương nhất cũng lạnh lùng. Thằng Hùng Polymer bây giờ thành thằng Hùng Đô La Âm Phủ rồi. Dạ con chào cô. Cô cho con gặp chị Lan ạ. Chờ chút. Em định đưa nó về thẳng nhà luôn á, nhưng mà thằng Hùng nó cứ luôn miệng đòi gặp chị để nói chuyện. Bây giờ thì nó xỉn rồi, nhưng mà nó cứ nhắc tên chị hoài à. Cho nên em mới ghé qua đây cho chị coi. Chị cho Hùng cơ hội đi chị. Thấy nó suốt ngày vật vã khổ sở vì sự xa lánh của chị, em không đành lòng. Nguyên nên đưa Hùng về nhà đi. Nhìn thằng Hùng như vậy mà chị không động lòng tí nào sao? Chị đúng là gỗ đá mà. À không, bê tông thì đúng hơn á. Quỳ nói đúng, Lan là bê tông. Vậy còn Hùng thì sao? Không có để ý đến cảm giác lúc đó. Mà thôi, Quỳ dẫn Hùng về đi. Và đừng bao giờ dẫn con người này đến đây tìm Lan nữa. Hôm nay Dũng Tên Lửa, một trùm đua xe khét tiếng, đến rủ rê Hùng vào đội đua của ông ta đó. Nhưng mà Hùng nhất quyết từ chối. Nếu chị mà cứ quyết cự tuyệt Hùng như vậy á, lỡ mà nó bất mãn lên, nó nghe lời ông ta thì nguy. Chị, cho thằng Hùng thêm cơ hội đi chị. Quy đưa Hùng về đi. Em hết lời với chị rồi đó. Đến khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi? Khi nào thằng Hùng chết? Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi xin anh mà, hãy cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi xin anh đó. Tôi xin anh, tôi cầu xin anh đó, hãy cho tôi ra khỏi đây. Tôi xin anh, tôi xin anh mà. Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến anh hết. Tôi sẽ im lặng mà. Tôi xin anh, tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi. Đừng có bỏ cuộc sớm như vậy. Phía trước còn nhiều chuyện vui lắm. Tôi xin anh. Anh muốn em tiếp tục chứng kiến. Anh là loại súc vật chứ không phải con người nữa. Hành động bồng bột của em làm thầy thất vọng vô cùng. Thật ra lúc đó em không còn sự lựa chọn nào khác. Tại sao em không còn sự lựa chọn? Em còn có ba má em,
còn có thầy nữa. Tại sao em không hỏi ý kiến thầy? Lỡ trong cuộc đua em gây tai nạn cho ai, hoặc là em gặp chuyện gì á, thì thầy phải biết ăn nói sao với ba má em đây. Thưa thầy, đó là chuyện của em làm, em tự chịu trách nhiệm. Em mong thầy đừng nhắc tới ba má em. Rồi em dự định chuyện học của em ra sao? Dạ, em sẽ làm gia sư môn tiếng Anh để kiếm tiền trang trải. Còn chuyện thành công như thế nào? Chuyện thành công, em đã đi tìm gặp nó để giải quyết dứt điểm. Thầy yên tâm, em sẽ không để cho nó làm ảnh hưởng đến việc học đâu ạ. Thầy cảnh báo cho em biết, ở trường đại học á, sẽ khác với trường phổ thông. Nếu như mà em không tu tâm dưỡng tánh, rồi không chịu phấn đấu trong học tập á, em sẽ bị loại ra khỏi ngôi trường đó. Dạ, em hiểu. Nhưng thầy ơi, em xin thầy, thầy hãy tác động đến gia đình Lan giúp em. Ừ. Bây giờ nhà trường đang có chương trình cấp học bổng cho 10 sinh viên đi du học nước ngoài 2 năm. Họ xét tuyển theo kết quả học tập của kỳ 1 và trình độ tiếng Anh. Em sẽ cố gắng để dành một suất đi này. Như vậy thì tốt quá. Điều quan trọng bây giờ là em phải gạt bỏ hết tất cả mọi việc để tập trung vô việc học. Đây là cách tốt nhất để em có tương lai sau này. Em cũng nghĩ vậy, trừ những việc liên quan tới Lan. Bạn con thiệt là tốt. Quy nè, nhớ sau này trả ơn người ta đã đối xử tốt với mình nha con. Dạ, dạ. Bác đừng nói vậy, tụi con tuy là bạn bè nhưng mà thân thiết còn hơn anh em ruột thịt nữa. Dù chúng con lúc nào cũng tồn tại một thứ tình cảm gọi là tình huynh đệ keo sơn gắn bó đó bác. Em thấy keo thì anh có dư rồi, còn sơn á không biết có hay không nữa nha. Má yên tâm đi, nếu mà không trả được cái ơn này á, con chết sẽ không nhắm mắt đâu. Ừ, má cũng mong được như vậy. Dạ. Mời thầy vào nhà. Dạ. Con. Bác. Có thầy đến thăm con nè. Chào em. Dạ, em chào thầy. Chân em đỡ đau chưa? Dạ, em cũng đỡ nhiều lắm rồi thầy. Em cảm ơn thầy nhiều. Thầy nghĩ em phải cố gắng tập luyện thì nó mới mau hết được. Dạ. Mời thầy ngồi. Dạ. Con. Dạ. Con ngồi đi, thầy có chuyện muốn nói với con đó. Mời thầy dùng nước. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Mời ba. Em mời thầy. Em đã nói chuyện với Hùng rồi, nên em mới tới đây để gặp anh và Lan. Có chuyện gì thầy cứ nói đi. Về cái chuyện mà Hùng đua xe vừa rồi á, thì nói thật là lúc mà em biết chuyện á, em cảm thấy hụt hẫng và tức giận lắm. Nhưng khi nghe Hùng giải thích rồi thì em mới biết một vài chuyện. Mà em nghĩ qua những chuyện đó, mình có thể cảm thông cho Hùng hơn là trách cậu ấy. Ủa anh Hùng. Cô chào cô. À, Hùng đó hả con? Dạ. Cô đỡ nhiều hơn chưa cô? Cô đỡ nhiều rồi. Con vô đây, cô muốn nói chuyện với con. Ngồi, ngồi xuống đây con. Dạ. Cô cứ tưởng là cô nằm chờ chết vì không có tiền phẫu thuật. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cô và Huy sẽ làm tất cả để trả lại ơn con. Cô, không cần đâu cô à. Thời gian qua Huy và con nó cũng giúp cô nhiều lắm, cho nên á, cô đừng suy nghĩ gì hết nha cô. Điều quan trọng á, là cô phải sớm khỏe mạnh để về nhà nuôi mấy đứa em. Còn Huy á, cô cứ để nó lại cho con. Nó cũng phải tiếp tục chuyện học hành còn đang gian dở cô à. Ờ à, vậy hả? Cảm ơn con. Dạ. Con thiệt là tốt quá. Nhân đây thì em cũng muốn báo cho anh và Lan biết một chuyện. Là Hùng nó đang quyết tâm để dành một suất học bổng đi du học. Tiện thể có thể xa lánh mọi chuyện rắc rối từ nhóm bạn xấu. Với lại em nghĩ đây cũng là một cơ hội tiến thân tốt cho Hùng. Khi nào Hùng đi hả thầy? À, cuối học kỳ 1
thì sẽ có điểm xét tuyển. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là để cho Hùng có thể tập trung vào việc học để đạt được kết quả tốt. Thì Hùng nó hứa với em á, nó sẽ làm được tất cả. Nhưng mà trừ một việc. Có gì? Thầy cứ nói tiếp đi. Hùng nó nói là trừ việc nó không gặp được Lan và sự ủng hộ của anh đối với nó. Em cũng đã từng làm giáo viên trực tiếp của Hùng nên em rất hiểu tính cách của Hùng. Em xin lấy uy tín và danh dự của em ra để đảm bảo cho Hùng, và cũng xin anh với Lan cho Hùng thêm một cơ hội. Ôi về rồi kìa, mừng quá à. Trời, nãy giờ ngồi mình buồn muốn chết luôn nè. Quán có ai vào không anh? Thấy anh, ai mà thèm vô. Ký đầu mệnh giờ á. Ê, chắc là thầy Minh sứ giả của tình yêu á. Alo. Chuyện hôm trước anh nói với chú, chú nghĩ sao rồi? Xin lỗi anh Dũng, em đã nói với anh rồi, em không thể nhận lời mời của anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chỉ nói lời suông như vậy à? Chú nên biết điều. Anh sẽ cho chú thêm thời gian để suy nghĩ. Anh nói trước, không quá tam ba bận đâu đó. Dạ, chào đại ca. Dũng tên lửa này, mời rượu mà không uống là phải uống rượu phạt. Anh Dũng, hay là anh nhận thằng em của em đi, nó có khả năng lắm đó anh. Dạ. Khả năng của thằng này tao thấy rồi, cũng khá. Nhưng mà còn phải luyện tập nhiều thì mới sánh được với thằng Hùng. Thôi giờ vậy đi, hai thằng bé cứ về để tao suy nghĩ đã. Có gì tao sẽ gọi lại sau. Ok anh. Dạ. Về. Em về đây cả. Mong anh chiếu cố thằng em của em. Chào anh. Được rồi, về đi. Khốn, chú muốn ép em theo chúng đây mà. Ai biểu em thể hiện xuất sắc quá anh chị? Tất cả cũng tại anh đó. Ký đồng mấy giờ. Thưa thầy, chị có gì mới không thầy? Sao rồi thầy? Em yên tâm đi, sứ mệnh thành công rồi. Thì cả thầy. Em vô ngồi đi. Dạ. Thầy ngồi đi. Mong anh, đây là cơ hội cuối cùng dành cho em nè. Em biết không? Em hiểu rồi. Vậy thì đi đi, họ đang chờ em nè. Dạ. Ê, anh cho mượn xe đó. Không cần nữa. Dạ. Cô chào chú. Ngồi xuống trước đi. Dạ. Hôm nay con đến để nhận lỗi à? Tôi chúc mừng cậu có được một thầy giáo như thầy Minh. Dạ. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Dạ. Có một vài điều tôi cần nói, cũng là lần cuối cùng. Tôi hiểu cậu có tình cảm với Lan như thế nào. Tôi chỉ có một mình nó. Đối với tôi, nó là điều quý giá nhất.
Tôi không thể giao thứ quý giá nhất của mình cho một người không đáng mặt đàn ông. Cậu hiểu chứ? Dạ con hiểu ạ. Con thừa nhận là mình sai hoàn toàn. Dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, con chỉ xin chú và Lan cho con một cơ hội sửa sai thôi ạ. Tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội, nhưng điều tôi cần thấy là những việc làm cụ thể của cậu kìa, chứ không phải là những lời nói suông. Dạ. Mấy ngày nay con Lan nó rất buồn. Trước kia tôi cũng trải qua rất nhiều hoạn nạn mới có được ngày hôm nay. Mọi chuyện đến với ta không dễ dàng, nên cậu đừng làm những việc khiến mọi người mất lòng tin về mình nữa. Dạ. Tôi chỉ nói vài lời như vậy thôi, cậu tìm cách an ủi nó đi. Con cảm ơn chú. Con sẽ không để cho chú về lại thất vọng đâu. Lan, mở cửa đi Lan. Lan hãy cho Hùng một cơ hội đi. Đừng có như vậy nữa. Chúng ta đều không vui mà. Cho Hùng nhé. Sẽ không có lần sau đâu đó. Mấy ngày không gặp, Lan đã đi lại tốt hơn nhiều rồi. Vì có lẽ là nhờ tức giận ai đó. Mấy ngày qua Lan không biết làm gì ngoài việc tập luyện để quên đi mọi chuyện. Hùng xin lỗi. Sẽ không còn lỗi để cho Hùng xin nữa đâu đó. Ừ. Sẽ có thuốc cho em. Chưa bao giờ anh thấy em đẹp như bây giờ hết đó. Em càng tự nhiên, anh thấy em càng đẹp. Thuốc. Mày hãy làm việc cho tao để bù lại số tiền 250 triệu. Vì mày mà tao mới thua. Và thêm cả phần lời nữa đó. Thuốc. Mày hiểu chưa? Tụi bay nghe nè, chỉnh trang cho nó, chích cho nó một liều thật tỉnh táo, để nó còn tiếp khách cho tốt nữa.
tôi vô làm việc nha. Cái thằng này nó hay giỡn vậy đó Lan. Anh Dũng cứ gửi lời hỏi thăm đến chú mày nè. Trong Tam Quốc, Lưu Bị đã tìm Khổng Minh đến 3 lần. Mà bản thân anh Dũng á, từ trước đến giờ chưa bao giờ xuống núi với ai, dù chỉ 1 lần. Nhưng mà với chú mày đã là lần thứ 3. Chú mày là một ngoại lệ đó. Tất cả những gì phải nói tôi đã nói với anh Dũng rồi. Mong anh hiểu và về nói lại cho anh Dũng. Tao biết rồi. Nhưng mà anh Dũng có nguyên tắc riêng của mình. Thằng Công Xéo nó đã cho biết tất cả về chú mày. Và anh Dũng càng thích thú với chú mày hơn. Bởi vậy anh Dũng có cái này để nhắc nhở chú mày. Muốn yên thân á thì hãy nghe anh. Ngày hôm nay á, anh đã đích thân đến đây là vì anh coi trọng chú mày. Và đây cũng là lần cuối cùng anh nói chuyện nhỏ nhẹ với chú mày. Mày hãy xem cái đĩa này và suy nghĩ cho thật kỹ. Đây sẽ là lần cuối cùng nha. Nếu mà chú mày vẫn từ chối thì ngay lập tức những gì có trong đĩa này sẽ được tung lên mạng. Mà mày biết rồi đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mình đã bị bắt bẫy rồi. Cái này mà nó tung lên mạng là mình chết chắc á. Hay đây là âm mưu của bọn Công Xéo ngay từ đầu. Chứ còn gì nữa, nó cũng tham gia vào vụ này nè. Nhưng mà nó không có cái mặt của nó trong cái đoạn clip này. Chắc chắn là nó đã mưu từ trước rồi. Nếu công an mà có thứ này trong tay, Hùng sẽ bị khởi tố. Chúng đã cài Hùng ngay từ đầu. Không thể để những thứ này đến tay công an được. Hùng sẽ bị đuổi học. Chứ đừng nói gì đến việc hy vọng du học nước ngoài. Nhưng mà cũng không thể làm theo điều kiện của chúng được. Tất nhiên rồi. Hay là để Lan hỏi ba xem sao. Cô có cách nào không? Sao được không? Con mắc máy ở đâu? Giờ không biết điện cho nó ở đâu nữa nè. Nó nói á là nó sẽ ẩn cư một thời gian. Ẩn cư? Nó trốn được công an không? Vụ này mà công an vào cuộc á, anh cũng bị liên lụy. Anh là người tổ chức mượn xe rồi cổ vũ cho nó nè. Anh còn nói nữa thì cũng tại anh mềm lòng chứ ai. Thì tại nó thuyết phục anh hay quá, anh không có nỡ từ chối thành ra dính. Không được, phải tìm cho ra nó, phải có cách gì đó. Anh không muốn hả vừa làm thơ mà vừa ôn thi ở trong tù đâu. Mùa thi năm sau người ta đâu có ưu tiên cho tù nhân đâu.
Lại là nó. Nó đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho con, con không thấy mệt mỏi sao? Bây giờ chỉ có ba mới giúp được Hùng thôi. Ba cũng biết, lần trước Hùng đua xe cũng vì muốn giúp mẹ của bạn có tiền chữa bệnh. Ba đã vì con bỏ qua cho Hùng rồi, thì cũng vì con mà giúp Hùng lần này đi. Chỉ cần Hùng lọt được vào danh sách, nhận học bổng du học lần này, thì mọi rắc rối sẽ chấm dứt. Chắc là con bị nó bỏ bùa rồi đó. Vậy là ba thương con thì càng phải cứu con nha ba. Tại sao mà con lại đi quen với một cái thằng ba không biết phải nói làm sao nữa. Ba, con biết là ba thương con nên ba mới sốt ruột. Nhưng mà Hùng cũng có nhiều ưu điểm mà ba. Ba công nhận nó là một đứa con trai có ý chí, có nghị lực. Nhưng cái tật của nó lại nhiều hơn. Những cái rắc rối mà nó gây ra, ba đếm không có hết vậy đó. Ba thương con thì xin ba hãy giúp Hùng. Ở đây không sửa xe thác, sửa mô tô thôi, anh cần gì? Tôi cần gặp anh Dũng tên lửa có được không? Anh vì con gái mình mà đến đây gặp tôi à? Bởi vì thằng nhóc đó sao? Xem ra nó cũng đáng được như vậy lắm. Hùng đã làm tất cả vì việc học tập, không thể tiếp tục dính vào những vụ đua xe được. Ông và cậu ta đều biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu ta không tham gia. Tôi biết, nên hôm nay tôi đến đây để đàm phán với anh. Tôi muốn anh buông tha cho cậu ta. Bao nhiêu năm tôi mới tìm được một tay đua kiệt xuất như cậu ta, đâu có dễ dàng vậy được. Là người trải nghiệm nên anh hiểu quá rõ mà. Nếu anh để những hình ảnh đó đến tay công an, thì không chỉ những người có mặt trong đoạn clip đó bị tóm, mà cả anh nữa. Anh làm trọng tài chính. Ông đang hù dọa tôi hả? Không, tôi chỉ nói thực tế. Anh nói giá đi, bao nhiêu để tôi có thể mua đứt những hình ảnh liên quan đến cuộc đua? Bao nhiêu hả? $500 triệu. Đơn giản. $50 triệu. Mẹ kiếp, không có đủ 500 triệu thì biến đi. Đừng có hù dọa thằng này. Cho tôi thời gian suy nghĩ thêm. Được, ông suy nghĩ kỹ đi. Khi nào suy nghĩ kỹ xong rồi ra đây gặp tôi. $500 triệu à? Tình khốn tham lam. Tiền tao làm ra là cỏ rác chắc. Nếu không phải vì thời gian qua cậu ta đã ở bên con gái tôi như vậy, thì tôi không phải có cảm giác khó chịu này đâu. Con hả? Con gọi thằng Hùng đến ngay cho ba. 500 triệu? Hắn ta dám tống tiền trắng trợn như vậy sao? Hắn tỏ ra khá cương quyết. Chỉ còn một cách. Dạ. Cháu nên ra đầu thú đi, mai ra còn được khoan hồng. Nhưng mà như vậy thì Hùng sẽ bị khởi tố. Nhưng đưa cho chúng 500 triệu là điều không thể. Giờ con hiểu à?
Con đừng lo, chú sẽ mời luật sư cho con và tìm cách loại trừ những nguy cơ từ Dũng tên lửa. Không thể loại trừ hắn được đâu ạ. Tại vì Dũng tên lửa là một tên sừng sỏ, với lại ta không có bằng chứng. Ai cũng có điểm yếu, phải làm mọi cách tìm cho được bằng chứng. Chú đã có kế hoạch cho hắn phải vào nhà đá ngồi để tránh những hệ lụy gì sao? Vậy ý chú là ta sẽ tạo bằng chứng phạm tội cho hắn. Tuyết Di đã nông nổi này. Ngày rồi lại ngày trôi qua hững hờ, bao nhiêu hoang mang bước đi âm thầm. Rồi chút ánh sáng le lòi phía nơi cuối đường, em đã đến cho lòng thêm ấm lại. Từng cơn gió cứ ùa về da diết, làm tim se lạnh trong bao đớn đau. Chỉ mong ngày mai vượt qua tất cả, mình sẽ có nhau nơi đôi ta bắt đầu. Và tình yêu đến cho anh mơ những giấc mơ, những giấc mơ dài luôn có em bên cạnh anh. Dù biết khó khăn vẫn phía trước, anh không lùi bước, vì bên anh đã có em kề vai. Tình yêu em đã cho anh bước qua ngày mai, quên những suy tư, quên khó khăn mệt nhoài. Yêu em từng phút giây, hãy bước cùng nhau suốt cuộc đời.